Quý vị đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Tôi là Nguyên Thảo. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 23 Tây tháng 12. Qua phần trao đổi cùng với chị Bùi Thị Thao Ly là phó phòng phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Rất vui được gặp lại chị Ly ạ. Thưa chị, diễn biến của thị trường trong những phiên gần đây thì có thể nói là có những cái diễn biến khó lường đúng không ạ? Và trong phiên hôm nay thì thị trường đã lấy lại sắc xanh. Thì chị nghĩ rằng đâu là cái nguyên nhân cho cái cú lội ngược dòng này ạ? Thị trường hôm nay thực sự là rất là bất ngờ. Mặc dù là từ đầu phiên thì thị trường đã giảm khá là sâu và thị trường cũng giao dịch khá là giằng co quanh cái ngưỡng 660 điểm. Tuy nhiên thì về cuối phiên thị trường bất ngờ hồi phục lại và đã về lại được cái mốc tham chiếu và đóng cửa ở mức là tăng nhẹ 0.03% ở mức 664 điểm của VN Index. Thì thực sự là thị trường trong những phiên gần đây diễn biến rất là bất ngờ, khi có những phiên thị trường giảm rất là sâu, có những phiên thị trường lại tăng điểm khá là mạnh. Thì hiện tại thị trường đang bị chi phối rất là nhiều bởi các cái cổ phiếu lớn mới lên sàn. Trước đây thì là bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các cổ phiếu ROS, và bây giờ thì cổ phiếu Sabeco, Vinamilk và cổ phiếu GAS đang ảnh hưởng rất là mạnh đến chỉ số. Thì trong phiên hôm nay, sự phục hồi trở lại của Vinamilk đã giúp thị trường giữ nhịp được và lấy lại được cái mốc tham chiếu. Đặc biệt là gần cuối phiên, cái mã VCB bất ngờ tăng mạnh 2% cùng với lại sự tích cực của Hòa Phát đã giúp cho thị trường có một cú lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên, thị trường chỉ số VN Index vẫn có cái mức tăng thấp hơn so với lại VN30 khi mà Sabeco vẫn còn chìm trong sắc đỏ và các cổ phiếu dầu khí cũng chưa lấy lại được sự tích cực. Thưa chị, trên sàn Hà Nội thì chỉ số cũng giảm gần 1% điểm. Chị đánh giá đâu là nguyên nhân của cái sự giảm điểm tại thị trường Hà Nội ạ? Trên sàn Hà Nội thì diễn biến có khác hơn một chút. Chỉ số cuối phiên giảm 0.89%. Thì thực sự trên sàn Hà Nội thiếu vắng những cái mã dẫn dắt như là Sabeco hay GAS hay Vinamilk giống như trên sàn Hồ Chí Minh. Và trong phiên hôm nay thì đa phần các cái nhóm ngành quan trọng trên sàn Hà Nội đều có cái diễn biến khá là tiêu cực. Ví dụ như ngành ngân hàng, ACB hay SHB đều giảm điểm. Các cái ngành vật liệu xây dựng như NTB, VCS v.v. cũng giảm điểm. Và bên cạnh đó thì dầu khí vẫn chưa thể hồi phục trở lại, đã tạo ra một cái gánh nặng rất là lớn cho HNX Index. Chính vì vậy mà chỉ số chưa lấy lại được cái sự phục hồi giống như là VN Index trong những cái phút giao dịch cuối cùng. Theo thông tin thì vào thứ Tư tuần sau ngày 28 tháng 12 thì Novaland cũng sẽ chính thức niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thì chị nghĩ rằng đây có sẽ một luồng gió mới cho thị trường hay không ạ? Cũng tương tự như các cái cổ phiếu vừa mới niêm yết trên sàn trong thời gian gần đây thì Novaland cũng rất là thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Và dự kiến Novaland sẽ chào sàn vào ngày 28 tháng 12, tức là thứ Tư tuần sau, với cái giá tham chiếu là 50.000 đồng trên một cổ phiếu. Novaland đối với lại số lượng cổ phiếu mà lưu hành rộng rãi ở bên ngoài, trôi nổi bên ngoài chiếm cái tỷ lệ khá là thấp, cũng đâu lên quanh 1%, tương tự như Sabeco hay tương tự như Bia Hà Nội. Thì tôi cũng kỳ vọng là khi lên sàn cũng sẽ tạo ra một cái cú hích, cho một cái tác động tích cực cho thị trường, khi mà cái lượng cầu khá là lớn, trong khi đó thì gần như là nguồn cung thì thiếu vắng nguồn cung. Chính vì vậy thì cũng đang kỳ vọng sẽ tạo ra một cái làn sóng tăng giá, giúp hỗ trợ cho các cái cổ phiếu bất động sản cũng như các cái cổ phiếu xây dựng và vật liệu xây dựng trong những phiên giao dịch sắp tới, giúp cho VN Index có cái sự phục hồi tích cực. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết là vốn hóa của Novaland khá là lớn và chiếm cái tỷ trọng rất là lớn trên thị trường trong cái chỉ số VN Index. Hiện nay Novaland vốn hóa thị trường trong cái nhóm bất động sản thì chỉ xếp sau tập đoàn Vingroup. Điều đó cũng sẽ kỳ vọng tác động tích cực trong phiên cuối của tuần sau. Thưa chị, hiện nay thì thị trường đang rất chờ đợi những cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp. Nhưng mà chị dự đoán rằng liệu sẽ có một cái phản ứng ngược như là cái quý 3 vừa rồi hay không, khi mà những cái doanh nghiệp báo lãi lớn thì lại có cái mức giảm điểm mà. Hiện tại thì tôi lại đang kỳ vọng một cái sự ngược lại. Trong giai đoạn mà quý 3 thì nhà đầu tư đang rất là kỳ vọng vào sự bứt phá của các nhóm cổ phiếu mà kết quả kinh doanh tốt. Tuy nhiên những cái diễn biến trên thị trường thì gần như ngược lại. Nguyên nhân chính không phải là do cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp mà không tốt, mà là do cái đà bán tháo của khối ngoại.
và chính cái đà bán tháo của khối ngoại ở các mã blue chip đã ảnh hưởng đến cái diễn biến giá trên thị trường của các cái mã cổ phiếu đấy. Thì hiện tại thì tôi thấy cái đà bán ròng của khối ngoại mặc dù là vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên nó tốt hơn so với kỳ vọng, tức là không có một cái làn sóng bán tháo. Chính vì vậy mà tôi vẫn kỳ vọng là cái giá của cổ phiếu trong đợt tới nó sẽ có cái sự phục hồi trở lại nhờ vào cái triển vọng kết quả kinh doanh tốt của các cái doanh nghiệp trong quý 4. Và điều thứ hai nữa là các cái cổ phiếu blue chip, các cái cổ phiếu đầu ngành hiện tại đang có một cái mức giá điều chỉnh khá là sâu so với cái vùng giá mà đỉnh cao trong năm. Thì đa phần các cái cổ phiếu đã điều chỉnh khoảng tầm 15-20%, và điều này tôi nghĩ nó đủ hấp dẫn để các nhà đầu tư có thể quay lại nắm bắt những cái cơ hội để gia tăng tích lũy các cái cổ phiếu đầu ngành để đón đầu một cái làn sóng mùa kết quả kinh doanh quý 4 tích cực. Thưa chị, thị trường vào những ngày cuối năm thì chúng ta thấy có cái sự giao dịch cũng khá là trầm lắng. Có phải là các nhà đầu tư liệu đang suy nghĩ một cái kế hoạch mới cho năm sau, và chị nghĩ rằng năm sau thì thị trường có khởi sắc hơn hay không ạ? Hiện tại đúng là quan sát diễn biến thị trường trong những phiên gần đây thì tôi thấy là cái khối lượng giao dịch có cái phần sụt giảm, không chỉ ở thị trường Việt Nam mà cả thị trường nước ngoài cũng cái khối lượng giao dịch, cái thanh khoản đều có cái sự sụt giảm khi thị trường đứng trước một cái kỳ nghỉ lễ dài. Ngoài ra thì cũng như bạn nói, tôi nghĩ là các nhà đầu tư cũng không muốn rủi ro trong những cái phiên cuối cùng của năm cũ và muốn bảo toàn được cái kết quả lợi nhuận mình đã đạt được trong năm 2016. Thì theo dự đoán của tôi thì thị trường 2017 có khả năng sẽ vẫn duy trì được cái đà tích cực và nhiều khả năng sẽ thực hiện được những cái vấn đề mà mình còn dở dang trong năm 2016. Đầu tiên đó là có vấn đề liên quan đến nới râm cho nhà đầu tư nước ngoài. Và nếu thực hiện được việc này thì nhiều khả năng chúng ta sẽ nâng hạng được thị trường từ thị trường mới nổi lên thị trường từ thị trường cộng biên lên thị trường mới nổi, và nhờ đó chúng ta cũng có thể thu hút lại được cái dòng vốn đầu tư của nước ngoài. Và ngoài ra thì các cái kỹ thuật giao dịch ví dụ như là mua bán cổ phiếu trong ngày hoặc là mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh, thì tất cả những cái vấn đề này đã bị trì hoãn rất là nhiều lần, và tôi cũng kỳ vọng rằng là sẽ được đẩy nhanh và sẽ được đưa vào thực hiện trong năm 2017, giúp cải thiện được cái thanh khoản của thị trường. Và điều cuối cùng nữa là thị trường đang đón một cái làn sóng lên niêm yết của rất là nhiều các cái doanh nghiệp lớn và có chất lượng. Điều này sẽ giúp tăng quy mô lẫn chất lượng các cái cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, và điều này cũng sẽ là một cái động lực để thu hút nhà đầu tư quay lại với thị trường, và cũng đang kỳ vọng một cái thị trường sẽ sáng sủa hơn, khả quan hơn trong năm 2017. Xin cảm ơn phần trao đổi của chị ạ. Phần trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục với kênh FBC để đến với phần điểm tin.